shop nick tự động, sĩkeoshop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ok, xem nó đang ở đâu thì qua hạn được thôi. Ngay dưới chỗ này anh em này. Góc này luôn hả? Làm sao đấy? Chạy đâu? Ok, một kill. Nhẹ nhàng các bạn ơi. Lấy cục gạch like hả? Cục gạch mà like được thì anh đỡ phải tốn tiền rồi em ơi. Anh đỡ phải tốn tiền rồi em ơi. Cục gạch làm gì like được em ơi. Xong, 2 kill. Thế thì nó lại tiết kiệm quá anh em. Anh em bảo lấy cục gạch mà like đi anh. Cục gạch không có live free fire được đâu nha em ơi. Nhà nghèo thế thì kẹo nghèo mà các bạn. Làm gì có đồ à, có tiền để mà mua đồ chất chơi game. Tôi có đây xíu coi. Ui nó gài mìn. Có mỗi cái ba lô 2 thôi mà cần gì phải làm căng vậy. Có mỗi cái ba lô nó cũng gài mìn nữa à. Thằng này ở trên này. Lượm xác nó luôn nhé. Ngon lành cành đào vứt cái mìn đi. Vứt hai của mình đi luôn này. Mình lại thêm tí máu nha anh em. Ok, 2 kill rồi. Xem trận này cố gắng tầm khoảng chục kill kiểu top 1 nha anh em. Để tôi lên trên này coi này. Các bạn thấy không? Hiện tại thì số lượng người chơi trong trận đấu giảm đi rất là nhanh này. Lúc này còn lại 37 người chơi thôi. Mấy đứa này hạ nhau nhanh quá anh em ạ. Tôi thì vẫn lang thang ở đây và để đi kiếm thêm mạng thôi. Chứ sao giờ mọi người. Xem ở đây có gì không đây. Ây mìn. Xíu nữa thì kẹo nổ banh xác nha anh em. May là hên. Có để ý được cái mìn anh em ơi. Nổ banh xác là coi như là out. Chơi trận mới luôn đấy. Đấm này. Ăn tạm đấm đi. Ok đi thôi anh em. Tôi qua đây tôi xem người nào. À thử chân. Bên này. Tiếng chân nó là ở ngay bên này rồi. Nó có gầy mìn, nó có gầy mìn. Nó có gầy mìn nhé làm sao. Ok qua đây. Có một quả mìn thôi à. Có một quả mìn thôi à. Có một quả mìn thôi à. Làm sao đây bạn ơi. Chạy đâu. Chạy nhanh vậy không. Chạy à. Định trốn à. Nó gài mình xong định trốn anh em này. Trốn rồi không bạn ơi. Mình còn máu cái đã. Thanh niên tính trốn anh em ơi. Mẹ anh lag vậy không có lag đâu nha anh em. Kiểm tra lại coi. Hiện tại thì máy kẹo đang chơi game rất là mượt. Và không có tình trạng giật lag xảy ra nha mọi người. Ok anh em. Let's go nào. 34 người chơi nữa để kẹo kiếm coi. Lên trên này coi thế nào này. À, tầm này thì chúng ta sẽ lên trên phía cổng trời mọi người nhá. Lên cổng chờ để kiếm thêm kill thôi. Số nha, cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người có một cái buổi tối xem live vui vẻ nhá. Em ăn cơm thôi, chứ ăn gì đâu em, ăn cơm như mọi người thôi à. Thế là chỉ còn lại có 31 người chơi nữa thôi. Ai, buồn ngủ nhưng vẫn cố thức xem live của anh, ok cảm ơn em. Anh kẹo ngày hôm nay thì live stream đến hơn 11 rưỡi xíu thì kẹo mới ngủ cơ. Anh bắn cùi thôi, đâu pro. Riêng kẹo thì anh em xem like của kẹo nhiều thấy kẹo bắn cùi à. Qua đây đã mọi người ơi. Có cái UAV. Chủ yếu để ý cho UAV có người thôi. Ngay bên dưới ấy. Chúng nó ngay căn nhà Doraemon trước mặt. Và đây bây giờ kẹo xuống cái này. Xuống luôn để hạ chúng nó thôi anh em ơi. Chúc anh live vui vẻ. Ok cảm ơn các bạn này. Ngay nhà Doraemon thôi nó chưa chạy đâu. À nó xuống dưới rồi. Nó xuống đây rẻ. Nó xuống đây rẻ. Ok đậu xanh thằng bé định ăn tôi. Không để ý. Ui. May là mình còn phản xạ nhanh còn hạ được nó anh em ơi. Phía trên có một đứa nhá. Khá là căng anh em ạ. Súng điện trong chế độ này không có nhiều tác dụng nên là thôi vứt đi. Để súng điện làm gì anh em. Cái quan trọng là chúng ta sẽ lượm thêm đạn súng tiểu liên nhưng mà không có. Không có nên thôi cứ lượm đạn súng trường cũng ok mà. Đi.
trên này có người mình sẽ canh nó coi. Bây giờ là mình mất giáp rồi nên là phải cẩn thận xíu. Kiếm cái giáp nó ok đã anh em ơi, không là bọn kia nó xấy tôi phải gọi là phát một luôn. Mất giáp rồi mà các bạn mà. Mất giáp rồi thì dễ đài lắm. Ồ, đậu xanh. Ngay trên là luôn anh em ơi. Ok ok. Ngay chỗ căn nhà trên đấy anh em ơi, có một đứa, có một đứa. Rồi nhé, chắc đang thủ nhà mọi người ạ, tôi nghĩ là vậy luôn. Thề luôn. À, cảm ơn hoa gấu đức của tạ nhá. Đây rồi. Đây rồi này. Đây rồi này, chạy đâu. Ok. Lên bảng. Tranh thủ lút đồ xíu đã anh em ơi. Hợp lý này, bốn đích mình có chưa? Bốn đích mình có rồi nhá. À, có giảm thanh. Lấy cái giảm thanh. Đúng rồi, phải lấy cái giảm thanh này, hợp lý rồi. Bây giờ xem là còn bao nhiêu đứa đây. Thế này là chỉ còn lại có 20 đứa thôi anh em ơi. Còn lại 20 thằng nữa, xem cố gắng còn hạ cho nó trước mọi người. Ok mọi người, và chúc mọi người có một cái buổi tối xem live vui vẻ nha. Phía dưới có một thính này, mình xuống mình check mình kiểm tra coi. À có xe, có xe. Đứng tạm đi đi. Xuống luôn, xuống luôn. Xuống luôn anh em ạ. Rồi chạy đâu? Mấy đứa này chạy đâu? Ở dưới này hả? Ở dưới này hả? Ok lên bảng. Làm sao? Con giỏi xuống đây bạn ơi. Nó chạy này. Nó chạy này. Xuống xe. Xuống xe. Chạy qua đây xem mình đâu có dễ đâu. Mấy thế nên rơm rơm này các bạn này. Xe này có lên được không vậy? Ok lên. Đuổi theo cho nó luôn anh em ơi. Đây rồi, làm sao anh xem các chú là các chú chạy được đi đâu nhá. Úi dồi ôi là úi dồi ôi. Kẹo chưa có thấy anh em ơi. Chú nó ở ngay đây thôi mà. À vòng lại, vòng lại, vòng lại. Vòng lại này. Đâu rồi để kẹo xem. Xe ngay đây. Thế là nó ở trên rồi nha mày, nó ở trên. Nó ở trên nhà các bạn ơi. Thề với anh em luôn. Thề với anh em luôn này. Làm sao đấy, vỡ đầu. Úi dồi ôi, nó đứng canh tôi luôn anh em ạ. Bây giờ có ngay một quả mì này. Nó gài mì luôn cả hai hướng nhá. Thế này thì kinh rồi. Thế này thì kinh hẳn rồi anh em ơi. Nổ mì. Con xe này cũng hơi nát hả? À mới nè. Xe này mới keng luôn, chơi ngon lành nhá. Đứa nào là thính ở đây vậy? Không phải, do kẹo nhìn nhầm thôi anh em ơi. Làm gì có đứa nào là thính ở đây đâu. Mình nhìn nhầm thôi anh em ơi. Và để mình coi nào. Ủa đó là FVD vứt. FVD không chơi. 15 người chơi nữa nhé. Ok ok. Các bạn đâu cả rồi ta? Để tôi xem là các ông đang ở đâu. Wow. Không có thấy người. Thế này thì có khi là mình sẽ vòng qua bên này một xíu này. Vòng qua làng thông một xíu nha anh em. Đậu xanh. À 12 người chơi nữa. Ok ok ok. Tầm này không có người. Thế này là chúng ta lại phải lên lại trên này này. Một đứa gọi drone thính hả. Ok. Cho chú gọi rồi nhé, làm sao trên này hả. Thôi xong rồi, phần này chú chết với anh rồi. Sao là chạy đâu được hải mây. Úi dồi ôi, gọi drone thính ngay gần bò này. Làm sao đấy em. Gì vậy? Ok xong luôn. Thanh niên chơi kiểu ngáo ngáo này. Gọi drone thính còn chưa kịp xài nữa nhé. Mình còn 8 kill rồi. Đi thôi mọi người.
Tôi muốn là anh ơi, ok anh sẽ có tôi một nhà, xem bọn nó chạy đi đâu. Một người chơi nữa mà thôi. Để mình xem nào. Ồ, loanh quanh khu này thì kẻ vẫn chưa thấy được là có thêm ai nữa anh em ơi. Thế từ từ, tôi cứ chạy qua đây xem thế nào. Người đâu rồi ta? Uầy, có một con xe nát trên này. Còn người đâu thì chưa có rõ luôn cơ. Xuống dưới này coi. Ok này, cái này là gì đây? À, hòm thính, hòm thính. Hòm thính AWM thì kẹo không chơi. Ok. Lên xe quẩy tiếp thôi anh em. Rồi cảm ơn Hoa Gấu đến gửi quà tặng nha. Rồi ôi, gửi hộp sô-cô-la hả? Sô-cô-la béo lắm. Đúng rồi, để xem nào. Tìm các con rời trong trận đấu đây nào. 10 đứa nữa. Rồi xong, rồi còn 9 đứa này. Kiếm lấy trận tốc 1 anh em nhỉ. Đây này, đây này, đây này, nó chạy này. Nó chạy này anh em ơi. Chú chạy với anh à? Chạy với anh Hải ơi, xong 9 kill. Chạy không kịp ngáp luôn các bạn ơi. Mình lượm thêm tí máu này, 8 tí máu hả? Hơi nhiều, hơi nhiều. Lượm thêm đạn súng trường hợp lý, đi thôi. 9 kill rồi mọi người ơi, hạ gục thêm kill nữa, 10 kill này. Wow, để coi, cái điều quan trọng ấy là xem người đâu cả rồi. Tôi lại vòng lại qua đây. Đó. Vòng lại qua đây còn kiếm người nữa mà. Chứ đây này sao chơi, 7 thằng nữa, bọn còn to lắm. Anh em chờ một xíu nhá, xíu bo nhỏ hơn nữa thì chúng ta sẽ kiếm người nó dễ dàng hơn. Hello các bạn nha. Ui, mệt mỏi. Người đâu, người đâu? Rồi làm sao? Ơ, đứa nào chạy bo hay không? Chưa thấy đứa nào chạy bo anh em ơi. Chỉ thấy xe nát thôi chứ còn là người chạy bo thì chưa có thấy à. Xuống đây cũng vậy luôn. Quay lại, quay lại, quay lại. Quay lại anh em ơi, có người nhá. Rồi làm sao, có giỏi xuống đây? Trên tầng nữa hả? Hay ở đâu? Ở đâu mà nãy bắn anh ghê vậy? Ở dưới đây hả? Rồi làm sao? Xuống đây. Xuống đây chạy đi đâu? Chạy đi đâu em ơi? Ngồi đây canh gì vậy? Ngồi đây canh gì vậy? Uầy, ngồi đây canh gì vậy? Canh gì vậy? Tưởng có súng ngắn mà ngon à? Thanh niên. Đáng lòng quá em ạ. Ok. Khá là ngon. 10 kill luôn. Rẽ trái cái mạng nào anh em. Mình thấy một đứa vừa ngồi ở ngay bờ tường này đấy. Rồi làm sao người đâu? Ở phía trên à? Không phải, không phải. Ôi dồi ôi. À Hoa thì không có chơi game mấy anh em ấy. Chủ yếu là like với phần idol thôi. Cái đậu xanh. Lấy đà đã, lấy đà đã. Chạy nhanh, chạy nhanh. Đừng, 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 đừng. Vãi trưởng của đứa chơi EDM. Trên này á hả? Làm sao? Coi chừng nhá, coi chừng nhá. Câu liệu cả. Hả là câu liệu cả. Câu liệu cả. Làm sao đấy em ơi. Ok, clear. Nó định chơi tôi anh em ạ. Nó định chơi tôi. Nó định chơi tôi anh em ơi. Đuổi qua kiếm luôn này. Ok, phía trước, phía trước. Gắt quá nhỉ anh em. Phát này hơi căng nhé. Máu còn chưa kịp hồi full luôn. Đậu xanh này làm sao? Ngồi đấy sống được không? Xem nó ngồi đấy sống được không này. Ok, 12 kill. 2 thằng nữa. Chỉ còn có 2 thằng nữa thôi nha em ơi. Một đứa trên này, thấy rồi nhá. Thấy rồi nhá em ơi. Thấy rồi nhá em ơi. Cái đậu xanh nó đang chạy lên. Nó đang chạy xuống thì mình lại chạy lên. Ok, vỡ đầu. Ngon. Thằng cuối đâu, thằng cuối đâu? Thằng cuối đâu anh em ơi, thằng cuối nữa là xong này. Cái đậu xanh, đi thôi. Rồi nhá. Ui, thằng cuối đây. Rồi nhé, hơi căng anh em ạ. Xem không hiểu gì hết hả? Chỉ là chơi game thôi mà. Đây đây. Làm sao đấy, xuống đây. Có giỏi xuống đây em ơi. Đang ở ngay trên này. Câu liệu quả hay làm gì? Câu liệu quả hay làm gì? Qua đây đi. Qua đây đi. Làm sao đấy, phóng liệu cả. Ê đừng. Hẳn là phóng liệu cả. Phóng liệu đi.
Thử phóng đi anh xem nào. Rồi qua đây, làm sao? Thử phóng đi xem nào. Ok luôn nhé, yes, top 1 14 kill. Rồi, quẩy ra nào anh em, top 1 ra này. Ăn mừng nào. Mấy thằng dơm dơ này, sao sợ được mình hả anh em? Xơi kẹo đi này. Tuyệt vời rồi nha anh em. Ok luôn, top 1 luôn và trận này thì mình có được 14 kill nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.